Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2020. Đến với bản tin hoạt trình đốn gồm có IV News, tiếng nói cử tri và bản phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Bế Phượng kính mời quý vị theo dõi IV News về coronavirus và kinh tế Hoa Kỳ do Minh Thúy thực hiện. Tại sao coronavirus disease 2019 lại có thể đe dọa đến nền kinh tế của nước Mỹ nhiều hơn của Trung Cộng. Bài viết do mặt lý biên dịch từ bài Why the Coronavirus Could Threaten the U.S. Economy Even More Than China's của kinh tế gia Austin Gubby được đăng trên tờ báo New York Times ngày 6 tháng 3, 2020. Ông từng là chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Kinh tế cho Chính phủ Obama từ 2009 đến 2011 được Diễn đàn Kinh tế Thế giới World Economic Forum liệt vào danh sách 100 nhà lãnh đạo toàn cầu của thế hệ tương lai. Ông hiện là giáo sư kinh tế, trường thương mại Booth tại Đại học Chicago. Kính thưa quý vị, sau một loạt tử vong một vài phiên sụt giảm muốn đứng tim của thị trường chứng khoán mà cố cắt giảm lãi suất khẩn cấp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, chúng ta có lý do để lo âu đến tác động tối hậu của coronavirus disease 2019 lên nền kinh tế của nước Mỹ. Để tìm ra câu trả lời trước hết hãy nhìn vào Trung Cộng, nơi con siêu vi khuẩn này đã phát tác rộng rãi nhất trên thế giới. Tin tức sám xịt với tử vong cô lập và nền kinh tế dậm chân tại chỗ, tuy số trường hợp mới bị nhiễm bệnh bắt đầu lên trên đà đi xuống, nhưng nền kinh tế tiên tiến như của Hoa Kỳ khó có thể miễn nhiễm với những tác động này. Ngược lại, nếu dịch bệnh bùng phát trong những quốc gia này, có thể những tác động sẽ nghiêm trọng hơn so với Trung Cộng. Những công nghiệp dịch vụ giữa người với người là những công nghiệp tụt dốc không phanh nếu con người vì sợ hãi bệnh dịch mà tránh giao tiếp. Trong những quốc gia có lợi tức cao, những công nghiệp dịch vụ có ảnh hưởng đến nền kinh tế nhiều hơn là trường hợp của Trung Cộng. Nếu người ta ở nhà không đi đâu cả, không đi xem thể thao, không đi tập thể dục, không đi nha sĩ, hậu quả nền kinh tế sẽ tệ hơn nhiều. Trong một nghĩa nào đó, đây là tác động về kinh tế giống như tác động về y tế mà người ta đã biết của coronavirus disease 2019. Về y tế thì siêu vi khuẩn này đe dọa sức khỏe của người già nhiều hơn là người trẻ, thì về kinh tế, tác động này sẽ đặc biệt nghiêm trọng đến những nền kinh tế tiên tiến. Ở đây, người ta không giảm thiểu tác động đồng khắp gây ra bởi sự gián đoạn chuỗi cung toàn cầu. Mọi thứ thiếu thốn, từ cơ phận xe hơi, thuốc men, chậm trễ trong sản xuất những thứ như iPhone hay là Diet Coke, người ta đã biết là do đóng cửa những xí nghiệp ở Trung Cộng những tác động này đã khiến cho các ngân hàng quốc gia và phân tích viên tài chính trên thế giới nói về một suy thoái toàn cầu trong những tháng sắp tới người ta không nói chuyện đó người ta không nói đến chuyện nước mỹ có thể tránh được những hậu quả nghiêm trọng nhất có thể lắm những nỗ lực của khoa học về y tế công cộng có thể giới hạn việc lây lan hay sớm tìm ra thuốc chủng thời tiết ấm áp mùa hè cũng có thể làm chậm lây lan của siêu vi khuẩn mới này như trường hợp siêu vi khuẩn cúm thông thường nhiều điều có thể xảy ra ngăn ngừa được một tai họa bệnh dịch như đã bùng nổ ở trung cộng ở đây thì người ta chỉ bàn là nếu một tai họa bùng nổ như vậy ở mỹ thì hậu quả tác động trên nền kinh tế của nước mỹ sẽ tệ hại hơn nhiều trước hết về căn bản có nhiều yếu tố làm dịch bệnh ở mỹ tệ hại hơn ở trung cộng thì nhà nước chuyên chế có thể cô lập cả một thành phố cấm người ta ra khỏi nhà, làm cho họ có một lợi thế lớn trong việc làm chậm việc lây lan. Khó mà có thể tưởng tượng được những biện pháp này có thể thi hành được ở Mỹ. Thêm nữa, một số không nhỏ công nhân Mỹ thiếu ngày nghỉ bệnh được trả lương, thiếu bảo hiểm sức khỏe đầy đủ, làm họ ít chịu ở nhà hay chịu đi khám bệnh. 41% dân số Trung cộng không sống ở khu đô thị, gấp đôi con số ở Mỹ người ta cũng biết rằng dịch bệnh lan truyền chậm hơn trong vùng thôn quê hay rừng núi so với vùng đô thị ngoài những yếu tố này thì có một biện pháp căn bản giữa hai cấu trúc kinh tế khi con người không muốn tiếp xúc với người khác vì sợ lây bệnh những hoạt động mà họ ngừng làm sẽ ảnh hưởng đến những công nghiệp mà ở mỹ lớn hơn nhiều so với ở trung cộng lấy ví dụ như trường hợp du lịch một người Mỹ bay trung bình 3 chuyến một năm, một người Trung Cộng chỉ bay trung bình .5 chuyến cho một năm. Thảm họa dịch bệnh trên du thuyền Diamond Princess chắc làm nhiều người không đi du lịch trên các du thuyền như vậy. Chỉ riêng chuyện du lịch trên du thuyền nếu ngừng lại có thể ảnh hưởng tới 3.5% dân số ở Mỹ, nghĩa là khoảng 11.5 triệu du khách, trong khi ở Trung Cộng chỉ có khoảng 2.3 triệu du khách như vậy người dân cũng có thể ngừng xem những trận đấu thể thao. Tôi biết có những lời kêu gọi NCAA tiếp tục các cuộc thi đấu tháng 3 này ở các trường đại học dù không có khán giả. Nhưng thể thao là một công nghiệp rất lớn ở Mỹ. Người ta chi tiền vào thể thao gấp 10 lần so với Trung Cộng. Và nếu 60 triệu người Mỹ ngừng chi tiêu 19 tỷ Mỹ Kim hàng năm ở các phòng tập thể dục, điều này có tác động quan trọng hơn là 6.6 triệu người Trung Cộng ngừng chi tiêu 6 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Chưa hết, ai sẽ đi nha sĩ hay cả nhà thương nếu không thật sự cần thiết? Nên nhớ ở Mỹ, chi phí về y tế chiếm 17% tổng số lượng quốc gia, hơn gấp 3 lần tỷ lệ này ở Trung Cộng. Dĩ nhiên là không phải công nghiệp dịch vụ nào ở Mỹ cũng có tỷ trọng cao hơn ở Trung Cộng công nghiệp nhà hàng khách sạn chiếm cùng tỷ trọng trong tổng sản lượng quốc gia ở cả hai nước. Nhưng nói chung thì nền kinh tế tùy thuộc nhiều vào công nghiệp dịch vụ hơn ở Trung Cộng. Ngược lại, chẳng hạn về nông nghiệp, bộ phận kinh tế ít cần đến giao tiếp hàng ngày và ít bị ảnh hưởng vì chuyện con người tránh giao tiếp. Ở Trung Cộng, phần lớn đóng góp vào toàn bộ kinh tế gấp 10 lần so với ở Mỹ. Như vậy, song song với việc nói về sự gián đoạn chuỗi cung do dịch bệnh siêu vi khuẩn này gây nên, ta cũng nên lo âu về sự gián đoạn chuỗi cầu. Điều này sẽ xảy ra nếu mọi người chọn ở nhà tránh giao tiếp. Một trận bùng nổ phát dịch bệnh lớn ở Mỹ giống như một cơn bão tuyết lớn sẽ làm dừng mọi hoạt động kinh tế và giao tiếp xã hội cho đến khi trời ngưng tuyết. Nhưng nó cũng có thể thành một cơn bão tuyết vĩ đại trên cả nước và tồn tại vài tháng. Vậy quý vị hãy đi rửa tay ít nhất là trong 20 giây và thông cảm với những người đang bị cô lập ở Trung Cộng hay các nơi khác trên thế giới. Bởi vì nếu dịch bệnh này lây lan nhanh chóng ở Mỹ, hậu quả có thể sẽ tệ hại hơn rất nhiều.